Chào các bạn, hôm nay mình giới thiệu đến các bạn một cái loại quả mà của người đồng bào Tây Nguyên mà dân thành phố 99,9999% là chắc chưa được ăn. Thì quả bên này thì chắc các bạn cũng đã thấy rồi. Đây là cái quả bầu hồ lô. Đấy. Quả này thì sau khi để khô thì nó sẽ cái vỏ nó cứng lại và người ta làm cái bầu đựng rượu giống như phim kiếm hiệp á. Nhưng mà khi mà nó đang còn xanh như thế này thì có thể ăn được. Bây giờ sẽ bổ ra cho mọi người cùng xem bên trong nó có cái gì. Rồi, anh giữ im thế nhé, anh cầm im như em. Rồi. Quay xuống cái thước đó. Rồi giờ cho mọi người cùng xem nhé. Giờ bổ dọc luôn cho nó hấp dẫn nè. À, thôi bổ dọc thì hơi khó gọi, phải bổ ngang này. Ồ, rất là mềm. Đúng là người ta thu hoạch đúng thời điểm. Đấy. Trắng nõn này luôn. À, loại bầu này chỉ mọc trên rẫy thôi nha mọi người, bà con người ta trồng lan trên rẫy, không có làm vàng. Wow, hấp dẫn quá. Và cái này thì không cần phải gọt vỏ, cái vỏ này chắc non, không cần gọt vỏ, có thể luộc ăn luôn. Còn loại quả thứ hai đây là cũng 99,99% dân thành phố chưa được ăn bao giờ này. Đấy, quả đây thì gọi là ổ qua rừng, nhưng mà ổ qua rừng này ít đắng. Nha, cho mọi người xem nha. Đó, thử xem cắt theo chiều ngang xem nó có gì nha. Vỏ nó hơi hơi cứng, không biết ăn. Bây giờ cứng thế này. Mà người địa phương người ta rất thích ăn cái này. Cái này chắc phải bỏ hạt ra rồi. Để cắt dọc một quả thử. Hay là quả nó dài. Loại này cũng là một loại ổ qua rừng này, nhưng mà thằng này nó ít đắng hơn cái loại ổ qua rừng kia. Ổ qua rừng nó có hai ba loại. À, cắt ngang nó ra cái này. Đấy. Anh em nào biết cái quả này, ăn quả này rồi thì đảm bảo là rất là nhiều người chưa được ăn đúng không? Lần đầu tiên thấy. Còn bầu bầu hồ lô đây chắc để nguyên cái vỏ cho ăn luôn nhé. Cái này là củ khoai 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 trong này. Khoai rừng, khoai rừng, khoai rừng. Khoai trong. Đây cũng là khoai rừng. Đấy, đây. Đây, khoai rừng này, khoai rẫy đấy. Đấy. Khoai rẫy khác khoai ấy nha. Khoai ruộng. Khác khoai trồng ở vườn nhà nha. Đây, để cắt quả ra thử. Ăn củ. Còn có thể gọi là sông sông gì đấy, sông đấy. Cái loại này là hiện nay là màu tím như này là ở phố là tuyệt chủng rồi này, chỉ có hàng rẫy người ta mới còn là những cái giống này. À, tiết lý nó nói cái nữa.